Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại là Tú đang có mặt tại nhà, vừa mới đi ra bến xe khách đón đồ về các bạn ạ. Theo đúng lịch trình thì hôm nay mình sẽ cùng với bà con đến sơn cầu, nhưng mà do hôm nay thì có một tin rất là vui. Nó có một người anh ở Bắc Ninh có gửi tặng đến với bà cầu Nà Hát một đôi cái gì nhỉ? Đèn năng lượng mặt trời loại lớn đấy, loại cỡ lớn để lắp hai bên đầu cầu, và có dành tặng cho anh em trong team những cái bóng đèn loại công suất lớn để đi làm công trình ấy. Rất là cảm ơn anh đã gửi tặng, và mình 2 giờ hơn, hai chặng xe khách thì mới lên đến bến xe Nghĩa Lộ. Mình vừa đi đón ở ngoài bến về các bạn. Hôm nay thì anh Tuyến về quê. Bà con thì mình hẹn bà con là sang đây để đón đồ, nhưng mà vẫn chưa thấy đồng chí nào. Chắc là mai phải vừa gọi sang bảo anh em thì đang bận công việc ở bên bản nên không sang được, thì chắc là sáng mai mình sẽ cho A Nhị chở cùng đồ đạc này, biển tên cầu này đấy, đi sang đấy. Hôm nay thì anh Tuyến về quê đám ma. Các bạn biết là một cái tai nạn lao động hy hữu nhất Việt Nam, chắc có lẽ là cũng là độc nhất vô nhị ở Việt Nam mình, có một cái vụ tai nạn mà chết 7 người hôm qua đấy. Thì thật sự đầu video rồi cũng nhắc đến chuyện này, cũng xin được chia buồn cùng với gia đình. Tại vì 3 nạn nhân ở cái vụ tai nạn hôm qua là ở tại xã mình, và có hai anh em trong cùng một nhà là có anh em họ hàng đến gia đình mình. Hôm nay thì mẹ mình cũng về khung viếng, và mình cũng gửi chia buồn đến với gia đình. Anh Tuyến cũng đã về rồi, mình thì ở đây công việc nó nhiều quá, với lại ở rất là xa nên là không đến thắp hương được. Xin được chia buồn cùng gia đình một cái vụ tai nạn thảm khốc ở tại ngay huyện mình. 10 người sửa chữa một cái bong xi măng ấy, các bạn đọc trên mạng biết rồi đấy, một cái bong to bằng cái gian nhà mình mà 7 đồng chí chui vào trong đấy mà để tháo cái thay cái gì nhỉ, cái đế lót cái gì ở trong cái guồng quay xi măng mà trong đó nó có đá sẵn cơ. Có những cái hòn bi to bằng cái mũ cối mình như này để nó giã đá. Mà cái bom đấy khi mà quay thì nát hết, đá còn nát nữa là người. Thế là 7 đồng chí ở trong đấy và 3 người ở bên ngoài đấy. Mình cũng đọc sơ sơ đấy nhá, nếu mà chi tiết thì các bạn tìm hiểu trên mạng. Thì không hiểu sao là cái cầu dao, cái công tắc điện, không biết là có người dập hay là không, mà nó tự động nó quay. Thế là cuốn 7 người ở trong một cái lồng, như kiểu một cái lồng sắt to đùng như thế, mà trong đấy hàng nghìn cái quả bi sắt to như cái mũ cối mình, nó quay nó dã xuống, xong là đá điếc nữa. Thật sự hôm qua mẹ mình báo tin ở ngoài cái vào thì bùn rùn hết người, phải mất mấy tiếng đồng hồ mình bị kiểu bị hồi hộp ấy. Cái cảm giác mà hình dung các bạn ấy, các anh ấy ở trong cái lồng đấy mà nó quay với tốc độ nó nhanh, mà xong là đá điếc nó văng, nó đập loạn xạ ở trong đấy, không tưởng tượng được. Ra không ra được các bạn ạ, cái cửa nó bé tí như này mà quay tốc độ rất là cao. Thế là mất hết. Hôm nay là ở xã mình có 3 cái đám ma. Rất là buồn là một trong gia đình là có 2 anh em thật sự, còn một anh là bạn thân của anh Tuyến. Đấy, hôm nay anh Tuyến về quê sự quá là sót luôn. Cái này phải điều tra thật kỹ, phải xử lý, chứ không thể như thế được. Không, tại sao mà tự nhiên điện nó lại bật lên được. Cái này mình nghĩ là có vấn đề các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ chờ đợi cái kết quả của an ninh xem như thế nào. Nhưng mà rất là buồn. Thôi chúng ta trở lại với công việc. Đây là không quay vào cái địa chỉ để lộ thông tin cái địa chỉ người là bị vi phạm đấy. Đây là của anh, vợ chồng anh Mạnh Linh ở Bắc Ninh tặng anh em làm công trường. Đấy, số điện thoại đây, số điện thoại người nhận. Đây là cái đèn của mai mang sang mới bóc ra. Còn bây giờ thì quay cho các bạn biết thôi. Đây là vợ chồng anh Mạnh Ninh tặng bà con bản Nà Hát 2 chiếc đèn sáng. Đấy, người nhận A Tú. 2 chiếc đèn này to đấy. Loại này là loại gì đây? Loại này có loại này có cái bảng năng lượng giống như kiểu ở trên bản chống trơ ấy. Loại này loại cỡ to đấy chứ. A Tú rất là cảm ơn tới vợ chồng anh Mạnh Linh ở Bắc Ninh. Vừa rồi anh Mạnh Linh này có liên hệ với kênh là tới đây nếu mà có công trình cầu thì anh sẽ chung tay cùng với kênh xây dựng một cây cầu. Thì nếu mà các bác ngoài trên vùng cao
mình cũng đang lựa chọn những cái địa điểm nào khó khăn nhất của bà con. Thì nếu mà có địa phương nào mà cần, cái bà con nào mà cần, cũng không cần phải là cầu quá lớn đâu, cầu nhỏ cũng được, cầu xe máy hay là cầu ô tô, tùy bà con mà nhu cầu sử dụng, thì có thể liên hệ với kênh. Để tới nay thì chú sẽ cùng với nhà hảo tâm, cùng anh Mạnh Linh ở Bắc Ninh sẽ triển khai. Nhưng mà chắc là cũng phải qua 30 tháng 4 một thời gian nữa, tại vì để anh em nghỉ ngơi hồi sức một tí đã, chứ không phải là chuyển máy móc đi làm luôn thì cũng hơi căng các bạn ạ. Rồi, đây là mình vừa mới cái này là mình bảo A Quỳnh làm cho hai cái biển trọng tải. Trọng tải của cái cầu này là 8 tấn các bạn nhé. Hai cái biển làm xong. Đấy, đây là tay của anh A Quỳnh làm hai bên đầu cầu này. 8 tấn này. Đã xong này. Còn cái phần này là mình vừa đi in về. Mình làm bằng đá chắc chắn dày. Cầu là hát logo đây, tập thể các mạnh thường quân trên kênh gái bản tặng. Đó, khởi công ngày 11 tháng 10 và khánh thành sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4, chưa đầy 4 tháng. Đấy. Chúng ta chuẩn bị những cái này sẵn sàng rồi để sáng mai sẽ bắt đầu sơn cầu và lắp đặt các hệ thống đèn, biển tên, sẽ trong vòng chắc là một ngày, không biết là có xong không, có thể ngày mai hoặc ngày kia là sẽ xong hết cầu đấy. Hôm nay đã là ngày 23 rồi, còn có một tuần nữa thôi, nên là cố gắng càng sớm càng tốt. Đấy, quay máy vào đây cho các bạn nhìn. Đây là những tiện đây thì cũng giới thiệu các bạn hàng vừa về này. Mật ong đấy, cả tổ đây, rất là nhiều mật ong ở dân bản, đúng đang giữa mùa nhé. Đó, mấy hôm nay thì các bác ui cái này bị gió sao này, chết rồi, tí thì bảo vợ vắt ra thôi. Mấy hôm nay thì quay lên cái là đang mật ong kiểu đầu mùa ấy, các bác đặt mua rất là nhiều. Buổi sáng này hai em đóng kín hàng ở đây toàn mật ong hết. Đấy, đây là những cái cành mới về này. Đây, cành cả tổ ấy. Đây, cành cả tổ đó. Đây, bé bé cũng có này, to này, vừa này. Đây, rất là nhiều luôn. Bên trong kia nữa. Đấy, nếu mà lấy mật ong đầu mùa thì ủng hộ vợ chồng An Tú nhé. Thì rất là cảm ơn các bác đã luôn đồng hành và ủng hộ sản phẩm để có kinh phí để tiếp tục xây dựng các cái công trình thiện nguyện ở trên vùng cao. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn. Và bây giờ thì sáng mai thì cho anh Nhị chở đi sang bên đấy, thì chiều nay thì mình chưa sang được, lên giải quyết một số khâu kỹ thuật ở trên nhà sàn. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn theo dõi xem cái bể cá của nhà A Tú hoạt động như thế nào và các cái công đoạn ở trên đấy làm sao. Xong là sáng mai chúng ta mới sang cầu các bạn nhé. Đây, vào đến đây 2 giờ chiều mà nhìn này. Đấy, các cô gái bản đang tắm suối ở đây này. Khu này mấy hôm nữa đông như kiểu là bãi biển luôn các bạn ạ. Đông cực kỳ luôn đấy. Đấy, nhìn bên trên kia. Trên kia là các thanh niên. Tí nữa chúng ta sẽ ra suối các bạn nhé. Giờ lên tập trung chuyên môn ở trên nhà để xem là thợ thuyền làm nào đã. Tí nữa mới đông. Giờ này hơi sớm. Đây, hôm nay đang làm cái sân các bạn. Dạ. Này đang làm cái sân. Đá này là lấy đá, không biết là các bác ở Thanh Hóa có biết cái đá này không? Đá này đá Thanh Hóa mang về đấy. Làm cái sân cho nó đẹp. Lát cái sân.
bố nào chú? Bây giờ mình muốn chia lại cái khoảng này cho nó chẵn về đây này. Chẵn về đây nó bé hay là nó to? Chưa biết được. Bây giờ to hơn thì càng tốt. Xếp trực tiếp thôi bây giờ nào. Chứ mà bé là không được. Đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 viên. Thì từ 8 viên đổ lên thì được, còn dưới 8 viên thì không ổn. Nó bé. Tôi muốn làm như kiểu con mèo ấy, tôi xếp trực tiếp vào. Xếp trực. Chia đều. Xếp trực tiếp kiểu gì? Đấy đấy. Phải chia khoảng cách thì đây là một ô nhá. Ờ. Giờ chia ra một ô nữa, chia ra một ô nữa làm sao nó về cái kia. Ừ. Thấy không? Thì về cái kia là hết, không như cái kia thì không có bờ. Ừ. Đấy, làm như kiểu người Mông thôi. Xếp hệt cái gì? Ừ, xếp hệt trực tiếp thôi. Không đếm đếm ra anh biết mà. Không biết rồi nhưng mà gạch to gạch nhỏ nó nhảy lại cơ. Ừ. Anh tăng cưa. Ừ. Cái này nó là như thế nhá. Cái sân này mình đang làm cái đá là đường viền. Xong là trang trí ở bên trong các bạn. Vá mỏ này nhá. Đó. Vá mỏ này nhá. Vá mỏ này. Vá mỏ là như nào? Đây hiện tại đây là cái kia giữa này. Ờ. Bây giờ cái cắt cho vào này. Cho vào như này. Nó lệch mạch, nó là cân vào tim luôn. Ừ. Bây giờ là tức là bây giờ lấy cái này làm tim đúng không? Tim rồi đây này. Tim rồi thì thôi cần gì phải mạch. Thế mà chạy thôi. Vâng. Vâng. Hả? Cắt sau. Ừ, phải cắt cho nó. Cắt chứ. Không đi. Không hạ cái đất này đi hàng 30 phân đấy thì nó sẽ lộ cái mạch đá ra đấy. Nó không trôi, nhưng nó đang trôi. Ừ. Hút vào. Cái này nhỉ? Đây, cái này nhỉ? Dạ. Cái này chắc là tí nữa mình sẽ quay cho các bạn sau. Giờ lên đây đã. Sao? Này rộng hơn. Chiều á? Chia viên á? 8 viên một ô. Ba ấy quá. 1 2 3 4 5 6 7 thôi. Đúng rồi đấy. Trong rồi thôi. Đấy. Ok. Đấy cái này thì mình là cái đánh của cái kia này nhá. Vâng. Đây là những kiểu cái mông ấy. Đấy. Cái này nó đủ kích thước, cái này thì cái bên kia là mấy nhỉ? Cái này nó nếu mà 8 là 8,8 vuông. 6,8 thì lại hơi bé. 8 vuông, cái này đủ kích thước là 8 vuông được mà. 8 vuông là gian đây này. Tức là vuông. Bên kia là chữ nhật đúng không? À thì lại phải đo chia lại gì? Thế thì làm sao nó cứ rộng cái 7 viên là nhá. Ừ, 8 viên đổ lên, càng rộng càng tốt, bé vào nó thu vào ấy. Okay, là cái chữ nhật nhá. Chữ nhật mà. Cái này mình làm kiểu này này các bạn này. Cái đá này thì nó là đi viền nhé.
tạo các cái ô vuông xong bắt đầu lại rất là kỳ công các bạn ạ. Này là tạo các ô vuông dưới này mình đổ bê tông là 5 phân này. Mình lại làm tiếp một lượt bê tông 5 phân nữa thì bằng cái đường này là bằng cái sân này là 10 phân để chịu được ô tô này. Đấy, nó cao sẽ như thế này. Và cái đường viền này thì mình chạy bằng đá, xung quanh là đá này, xung quanh là đá, xong ở giữa này đổ bê tông, xong lại ấn sỏi xuống để cho nó làm như kiểu làm trang trí. Đây gọi là đường viền. Đường viền này là bằng đá tự nhiên, đá Thanh Hóa đấy. Vừa hôm qua từ Thanh Hóa chuyển lên. Chân tảng này mình thì chắc là cũng có duyên với đá hay sao ấy. Đá này thì ở Lục Yên, Yên Bái, cái loại đá trắng này này, đá chân tảng ấy. Bây giờ vào đây để xem mạng miếc cùng anh em một tí đã. Một tí nữa mình sẽ tiếp tục ghi hình cho các bạn. Rồi tiếp tục thì mình đưa các bạn vào xem cái khu vực bể cá. Đây là những cái máng mà vợ mình trồng. Hôm qua này hai vợ chồng trồng hết các cây bụi ở xung quanh cái bể này, đường vào nhà vệ sinh này. Cái kia theo phải tưới vào các thấy héo rồi. Hết nắng này. Này đóng cái xinh nhỏ nhỏ này, nhiều cây đẹp lắm, tí nữa mình sang bên kia mình quay cho các bạn xem. Dùng bằng cái ván pơ mu ấy, đóng xong rồi trồng. Đấy, bên này thì trồng có loại cây thấp bụi ở dưới này. Đây. Cây này sáng nay mới trồng. Mấy cái bụi xinh này. Nọ mấy anh em mới trồng được cái cây ở dưới nước thôi. Đây là cái thác, nhìn từ ngoài gốc cây sung vào các bạn ạ. Đấy. Đây là thác có hoạt động được mấy ngày, nước bắt đầu trong. Này là mình còn ít bơm ấy tại vì chưa thả cá. Này mà chạy đều thì nó trong veo, nhìn thấy đáy luôn các bạn. Đây này, nhìn nước trong này rồi, những hòn đá to bắt đầu nó lộ ra này. Sáng nay trong, trưa nay mình lại bơm tăng cường thêm một tí, đem ra là nước nó hơi nhờ đi một tí nhưng mà nó vẫn còn độ trong cao, nhìn thấy đáy. Đấy, này mà bơm liên tục còn trong nữa, nhìn rõ con cá ở dưới đáy 2 mét luôn. Không mờ một tí nào luôn đấy. Cái này nhìn nó phong cách tự nhiên, nó rất là tự nhiên mộc mạc các bạn. Đây, bên này là cây này bắt đầu hình như bắt đầu nó ra lá hay sao này các bạn này. Không biết là nó có ổn không, thấy ra lá bung cả hoa. Cái này lấy nà hát về này. Mình rất thích cái cây này này. Cái giấy đấy, giấy rừng đấy. Còn cây sung này hôm nọ bọc vào. Sáng nay chuyên gia trồng cây vào bảo đừng có làm kín quá. Che thì che kiểu che thoáng thôi, sao nó mát thân. Đấy, thì lại phải bỏ ra. Hiện tại thì chưa mọc mầm. Nếu mọc mầm được thì mới tin tưởng được, còn chưa mọc mầm được không sợ lắm, sợ chết lắm. Cây này sáng nay mình mới lấy về trồng. Đây. Cây sung nó dáng nó hơi đổ ra ngoài. Cái này cây sung các bạn nhé. Sáng nay mới trồng cho nó gần thác, cho nó che ánh sáng ở thác và nó có cái tán ở đây, mai sau nó quả nó xuống đây xong bắt đầu là tán nó ra ngoài thì ngồi ở đây mà ngắm cá thì rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, sáng nay cắt cành sung còn rơi anh thác cái này. Bắt suối ở ao cá Tú bắt đầu là có cái con gì ấy, hình như là con của con cóc hay là con nhái gì đó. Này mà có mấy cái cây lũa mà để xuống dưới này mà nó lộ ra nhìn nó nguyên thủy, nhìn đẹp thật. Mát lắm, tắm tha hồ nhá các bạn nhé. Nước tắm thoải mái luôn.
Cái này nó phải tầm một tháng thì rêu nó mới mọc, với lại những cái cây bé này này nó xanh thì nó mới đẹp được. Đây, những cái bộ lũa này bao giờ rêu nó mọc lên ấy thì mình nghĩ là nó mới đẹp được, còn bây giờ nó chưa xanh lắm. Bây giờ nó xanh mát cả cái vùng này đi thì nó mới ok. Cây chuối này không biết mọc mầm hay là gì, hay là kiểu gì đấy. Đấy, thác nước này tự nhiên lắm. Đây, nhìn từ bên này sang bên kia các bạn nhìn này, nếu có ai ngồi ở hai hòn đá kia mà ngắm view cá thì cực kỳ đẹp luôn. Với lại cái góc nhìn từ trên này xuống ấy, từ cái trên cái nhà sàn này xuống nhìn sang bên kia đẹp lắm, trong veo luôn. Bể cá thì đã chạy hoạt động trơn tru các bạn nhé, thác nước chạy ổn, giờ chỉ chờ cây cối nó mọc thôi. Trồng nhiều cây lắm rồi, hoa đây này, cẩm tú cầu đây này, hôm qua hai vợ chồng đi chọn các loại hoa. Còn phía bên dưới này thì anh em bắt đầu sơn lót và sơn bóng. Đấy, mình cho đi một cái nước bóng nhẹ thôi, không bóng thì nó lại cái gỗ mà nếu mà không xử lý cái sơn lót với sơn bóng này thì nó sẽ có cái tình trạng nó bị mốc. Đấy, mình thì không muốn sơn bóng đâu nhưng mà bắt buộc phải sơn nên là mình bảo là sơn thì thôi, sơn nhẹ nhàng thôi, đừng có cho nó bóng nhoáng, cực kỳ nhẹ nhàng thôi. Đây là đôn gỗ, đôn gỗ đã được xử lý sơn lót. Đấy, ngồi như này đấy, giống như ở nhà mình ấy. Đây là bàn, bên này là bàn này. Đấy, khi mà các bạn mà ngồi dưới gầm sàn này ao tú rồi, mai sau sẽ được ngồi uống nước trà ở những cái bộ đôn mà nó rất là mộc mạc, nó thân thiện bằng các cái khúc rễ cây. Đây là mặt bàn các bạn nhé, bên này mặt bàn này. Mình còn mặt cái ở trên háng đây, ở trên xã còn chưa lấy về được cơ, chứ có thời gian bận quá, xe cộ này xa chưa lấy về được. Cái đấy to lắm, đẹp, nào lấy về để cho các anh ấy làm cho nó tiện, tiện thể làm thì làm luôn. Đây này, đây là cái khu vực chưa sơn nhé, nhìn nó kiểu nó mốc mốc, nó kiểu gì ấy, cái này nó nhanh cũ lắm, mốc đen xì ra ấy. Khi mà sơn rồi thì nhìn nó khác hẳn luôn, bóng đẹp. Còn bên này hôm nọ mình vừa sưu tầm thêm một số cái nông cụ của người đồng bào dân tộc Mông. Một, đây là cái bồn bể chứa nước của người Mông, hoặc là nhỉ nhuộm vải các bạn nhé, là họ đóng bằng gỗ, đai sắt đấy, chứa nước. Bên này cũng vậy, chứa nước này. Cái này là lâu người ta không dùng nên nó bị hở, còn ngày xưa người ta vẫn chứa nước bằng cái này, và người ta xách xô bằng gỗ của người Mông này. Đấy, xách tay đấy, xách như này để lấy nước đi về ăn đấy, từ khe về đấy. Còn bên này là cối xay của người Mông, cối xay ngô. Mai sau các bạn lên đây thì mình sẽ cho được trải nghiệm cái này luôn. Cái này là đồ cổ này, họ còn đánh dấu ở đây này, mùng 6 tháng 11 năm 1992, tức là cái này nó chỉ kém mình có khoảng 2-3 tuổi thôi. Đó, riêng cái này năm 92 rồi, nó là đồ cổ đấy. Cái này phải buộc đấy nhá, khi nào có không gian thì mình mới buộc nó lên sàn được. Đây, đấy,
này nó chưa có dây ấy, nên là khó. Với lại nó có ngô ấy thì nó nhẹ hơn. Nó cứ đủn đi như này này, đủn này, đủn này. Đấy. Các bạn trẻ bây giờ thì ít biết cái này lắm. Cái này là cái xay ngô ngày xưa của người Mông. Khi mà ngô xuống đây thì nó sẽ ra sản phẩm ở dưới này. Ra dưới này này, lỗ ở đâu này? Lỗ bên cạnh dưới chứ nhỉ? Dưới gì phải? Nghiền à, đâu ra bên cạnh ấy chứ, quên. Ra bên này chứ, không phải là có lỗ đâu. Ra bên này này. Đó. Cái này là đóng một cái một mảnh gỗ nguyên khối bằng gỗ pơ mu. Đấy, một cái thân cây ngày xưa người ta to như thế này mà người ta đẽo ra được một cái dụng cụ để đựng như thế này cơ mà. Đấy. Ta lên nhà xem nào. Trên này xong hết chưa anh? Chưa phun sản đấy gì. Việc vuông không ra rồi, đang thừa 40 phân kìa. Nhưng mà tính theo viên này thì bây giờ nó ra còn thừa 2 viên ở cuối kia nữa. Bây giờ đang tính thế nào? Lấy vuông vi thì nó đơn giản. Vuông thì đơn giản, nó thừa chân kìa, nó làm chân kìa. Bây giờ đấy cái thừa ấy, bao nhiêu kia ấy. Sao? Thừa ra 2 viên. Thừa 2 viên. Còn kìa nó thôi. 15 ấy. 40 chứ không 15 ấy. Cái này thì nó không theo nó không vuông vi nên ra là làm nó cũng hơi khó thật. Rồi lên trên sàn đây bên ngoài này rất là đẹp nhé. Đấy, sàn ngoài này đã được lịa xong này. Đây, khi mà hàn một cái khung ra đây thì ngồi ở đây thì ngắm cá. Đấy, có cái view vừa thác, vừa cá, vừa cây. Rồi lại view từ nhà bên kia nữa. Nên là cái không gian ở cái sàn này là mình cảm thấy rất là ấn tượng. Như một cái thác thật luôn các bạn. Nước nó nhiều, như một cái thác thật luôn. To, trắng xóa luôn. Đấy, khu này thì khi mà lên nhà sàn đấy để dép ở dưới sàn, còn cái khu này thì để ngồi uống nước ấy. Còn bình thường ở nhà dân bình thường thì họ hay để dép ở trên này này, khu này này. Đây bên ngoài vào bên trong đây. Đây là hoàn thiện về phần phun. Còn mỗi sàn nữa thôi, sàn cũng phun lót xong phun bóng nữa thì nhìn nó sẽ sáng cái sàn lên rất là nhiều ấy. Chuẩn bị khi mà lắp sàn phun sàn xong thì sẽ lắp cửa hệ thống cửa sổ. Thì là xong. Xong cái nhà này cũng xong gần khoảng độ 90% rồi các bạn nhé. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa các bạn đi sang bên nhà kia xem hôm qua vợ chồng A Tú trồng cây trồng hoa. Bên nhà này thì các anh đang làm ván với lại làm con song, mấy hôm nay chưa lắp. Làm đòn tay chuẩn bị xong hết rồi, chuẩn bị lắp rồi đấy. Khung biển này mình chưa làm. Để bao giờ làm cái cầu cạn sang bên này thì mình mới làm các bạn nhé. Còn cái đường này thì mình thiết kế một cái đường đây. Ra đây cho các bạn nhìn. Đây là đường lối vào nhà vệ sinh. Thì cái này chưa được quét dọn nên là nó cũng hơi bừa bộn tí. Mình dùng những cái mảnh đá mỏng đổ bê tông 10 phân xong bắt đầu là chèn những cái hòn đá lấy ở bản Nà Hát về đấy, suối Nà Hát về để tạo thành một cái con đường nhỏ dẫn. Mình không làm thẳng, mình uốn cho nó có một cái sự điệu đà nhất định các bạn ạ. Nhìn cái con đường dẫn nó rất là mềm.
cái này là chịu tự mình thiết kế đâu, chả có bản vẽ gì đâu, cứ uốn cốt pha thôi các bạn ạ. À, xung quanh này là cho chị em trồng cái cây hoa, cây hiếc vào sẵn. Hai bên đường này là trồng hoa này. Đó. Trồng hoa đây các bạn nhé. Đây là hoa cẩm tú cầu, à cái gì tú cầu gì đấy, vợ thì thích những cái hoa này. Đấy. Xen kẽ những cây hoa và dùng những cái hòn đá suối này. Đấy, mình bày trí cũng khá là đơn giản thôi. Đó, chả có gì phức tạp đâu. Đặt xuống xong bắt đầu là đặt vào hai bên mép đường để cho nó tạo một cái điểm nhấn, nó dẫn đi lối đi. Bên này cũng vậy, trồng hoa mai sau nó phủ cái những cái thảm hoa thảm cỏ nhỏ này ra thì nó mới đẹp đấy. Đây lối dẫn vào đây, nói chung là nó vẫn còn đang bừa bộn. Bên này thì mình xây cái phòng khép kín để cho gia đình hoặc là các em làm hàng làm hóa hay là buổi trưa có thể ngủ nghỉ tại đây. Tí vào bên trong mình quay cho các bạn, cửa sổ nó nằm bên kia cơ. Đây, chỗ này hơi vướng vậy. Đấy. Đây mình đã ốp thêm này, nghe các bác tư vấn thì cũng bảo là nên ốp nó cao lên một chút để cho nó sáng, thì mình cũng đồng tình với cái quan điểm đấy, tại vì là hôm trước thấp bên đây đây, nhìn nó kiểu hơi bị quê một tí, rồi ốp cao lên như này thì nhìn rất là sáng. Bạn nhìn cả một hệ thống nó sáng, nó sạch. Và bên này nó có cái bức tường phòng này thì nó sẽ có một cái sự kín đáo nhất định các bạn nhé. Đó, có hành lang ở đây và có cái phòng này nó chắn, nó không bị quá là từ bên ngoài không thì nhìn thấy được. Bên này mình bố trí một cái cây mát, cây này cây ưa bóng râm ở trong này cho tạo xung không gian xanh. Đây, chưa xong nên nhìn nó cũng bừa bộn, nó chưa được sạch đẹp. Bên này thì chưa lắp hai cái bồn rửa tay. Đó, cái phòng ngủ đây, vào đây cho các bạn xem. Bên ngoài này mình doa đi và phun bóng không chát vào, nó lại mang tính chất khác, mình lại không chát các bạn nhé, để nguyên như này. Bên trong thì chát đây, bên ngoài này cửa sổ đây, cửa sổ bên này cửa vào. Cái phòng này nó cũng nhỏ nhỏ thôi các bạn, này chỉ ngủ hai người thôi, hoặc là một mình trực thì ngủ ở đây thôi, kê vừa một cái giường với lại một cái tủ đồ như thế đấy. Đây là gầm sàn, phòng gầm sàn có thể lắp điều hòa. Rồi dưới gầm sàn là nó rất là mát, nó hai lớp và một lớp mái, phải là một lớp dưới làm ra mát lắm. Đây là xong ấy à anh, đây là xong lan can à, lan can của ấy á, của cầu thang đấy á, hành lang. À, hành lang à, hành lang tưởng cao thì nữa chứ. Bây giờ cái cột trụ của mình để ấy rồi, để như thế rồi thì làm bằng cái cột trụ. Cái này bao nhiêu phân? Cái này 65 phân. 65 à, đúng rồi. Còn tay vịn nữa đúng không? Tay vịn nữa. Tay vịn 10 phân thì lên 75 phân đúng không? Thế được rồi. Okay, nhà này xong chưa nhỉ? Nhà lịa xong chưa nhỉ anh nhỉ? Nhà này xong rồi đấy. Xong hết rồi. Nên xem phát. Đấy. Đây. Đây là đường dẫn. Cái này chưa phải ấy, cái này ván nó đóng rồi này, còn cái này là tạm thôi nhá, các bác thợ xây đi tạm thôi. Đây, bên này cũng lát lên cao mà nó thoáng lắm. Mình bố trí một cây ở đây nhưng mà chắc phải thêm một cái không gian cây gì hoặc dây leo gì ở đây nữa thì cho nó bớt thoáng từ bên kia nhìn vào và nó sẽ xanh hơn nữa đấy.
Đấy, lát lên cao nhìn thoáng mát, sạch sẽ. Này sơn một cái nữa là đẹp lắm đấy. Bên này thì cũng, bên này là cơ bản vậy, chưa lắp điện. Nước nếp đi đầy đủ rồi. Vừa mới lên đăng ký điện, chắc là mình sẽ dùng điện 3 pha gia đình. Chứ không phải là điện, điện kinh doanh. Điện kinh doanh, không biết điện gì. Cái này sẽ có lan can như này các bạn nhé, tầm này. Lan can này thì sẽ bằng sắt, sơn màu đen. Cột này sẽ sơn màu đen. Đấy, hôm nọ cũng quên, cũng bảo các anh sơn cái vì cái màu đen hết đi để cho nó đồng bộ. Sơn này màu đen. Sẽ có trồng một cái bồn cây gì đó, dây leo ở đấy. Hoặc là những cái bồn hoa mà đặt lên cái lan can này này. Đấy, đặt lên can, nhìn cho nó xanh mát các bạn. Đây, đại ca nào 1m8 này phải viết cảnh báo ở đây. Mình 1m6 nhá. 1m8 thì vướng thật đấy. Chắc là không đến mức độ. Đây, trên này lịa xong hết rồi. Lịa xong hết và lát sàn xong hết rồi. Hôm nọ lên đây quay tập trước thì bạn nhìn bên này là chưa xong đúng không? Hiện tại bây giờ là xong hết nhà thứ, căn nhà thứ hai. Đó. Rộng rãi, thoải mái, tha hồ mà nhảy sạp, múa xòe, ngủ nghỉ. Nếu mà ngủ cộng đồng, nếu các bạn đi du lịch và báo trước gia đình có thể ngủ đến tầm khoảng 20 người. Thoải mái các bạn ạ, hai dãy này bố trí phòng, hai bạn dãy này để gian giữa có không gian đi lại chơi thoải mái luôn. Rộng rãi, thoải mái mà thoáng mát. Nhìn từ đây xuống sang bên kia, bể cá, nước trong, view mát. Khi mà nó hoàn thiện ấy, sân xiếc rồi, bê tông hóa, sạch sẽ, cỏ kiếc cây nó lên nữa thì nó đẹp nữa các bạn ạ. Bây giờ thì nó cơ bản nhìn nó kiểu nó hơi bị bừa bộn một chút. Khi nó vào quy củ hết rồi thì nó sẽ đẹp. Bây giờ ra đằng sau để xem chị em xem nào. Xem chị em trồng cây, trồng cối như thế nào. Trồng được luống nào chưa? Đang làm luống à? Hôm nay các chị không đi à? À đây. Đây là hệ thống rau. Chỗ này để lấy cái lối đi nó rộng một tí quá. Đây Long bảo là chui trong này đi thôi đấy. Chui đi ha. Bê một rổ rau khéo. Lối đi nó phải tầm 1 mét này nó mới đẹp quá. Đấy, đấy, cái bảo gì kia bạn ơi. Đấy. Cái này là được rồi các bạn yêu ơi. Cái chỗ này này. Chỗ này đến đây xong chỗ kia cắt được kia. Đi nó rộng một tí ấy. Đẹp thì đẹp rồi. Tiết kiệm đất quá. Các chị em còn dùng cả cây. Ô, lấy cây xoan nó không chịu được đâu. À, ván mọt cái gì? Cứ tưởng dùng cái cây xoan. À, cây xoan mà gặp nước thì thôi. Nhưng mà cái cọc này thì làm bố thông đây này. Cọc bơ mu thì chuẩn rồi. Dùng một pomu ấy thì đảm bảo luôn cả đời. Khu này bắt đầu san ra thì nó sẽ rộng rãi nhé, từ gọn gàng hết rồi đấy. Tét nước hôm nọ quay là chưa làm, bây giờ gần như là xong hết rồi đấy. Nhưng mà tiếc mỗi là cái cái rau, à cái gì nhỉ, chắc không ổn các bạn. Giá rong có khi là không biết là nó có chết không, nhưng mà nghe chừng là héo lắm. Có nhiều cây thì đây, ví dụ như cây đằng sau này thì có thể là có nguy cơ là sống, nhưng mà cái tỷ lệ sống thấp lắm. Không, cây này thì không chết. Cây này lá nó xanh này chắc không chết. Thế nó mẹ nhổ lên gì, nó long rễ nó chết thôi. Kệ nó.
biết đâu nó mọc mầm lên, nó chết cái cành trên thôi. Đấy, không gian vườn đằng sau rất là rộng nhé, sạch đẹp, rộng rãi. Hôm nọ có một cây nhãn ở đây mình chặt đi rồi, để cho nó có cái không gian để rau cỏ mọc. Củi đóm các thứ thì chất đống ở kia. Đá này hôm nào mang máy xúc về tời ra ngoài. Bây giờ không ra được rồi. Hôm nọ dại thật đấy, làm cái mái cái sớm quá. Hôm đấy cũng mình cũng nói rồi, nói thằng em máy xúc bảo là em phải lấy cái này ra cho anh, thì ông kia ông lại bảo hôm nào múc cái bể cá thì em mới lấy ra luôn. Thế là chờ múc cái bể cá thì anh Quỳnh anh vào anh bắn luôn cái mái kia là xong. Thế là toàn hòn đá to như này. Bao nhiêu hòn này đúng ra là đặt vào bể cá không? Được bao nhiêu? Đấy, củi đóm các thứ đằng sau này. Đằng sau này thì người dân bản, người Thái là ở xung quanh hết. Không gian người Thái ở xung quanh hết. Thì đá này hôm nào phải múc. Múc ở bên ngoài, múc vào, cẩu ra mới được. Không gian bên này chắc hôm nào phải kiếm ớt, kiếm giềng, kiếm gì về trồng nhiều nhiều vào. Đây, khu này khá là rộng này. Hôm nọ trồng lá rong rồi nhưng mà nghe chừng yếu ớt lắm. Biết có mọc không. Khu này rộng lắm. Khu này được trồng, mình đang bảo chị em bảo đi kiếm ớt, giềng, xả, nói chung là những cái đồ gì mà nó phục vụ được gia đình ấy thì trồng ở đây cho nó lên xanh mát hết đi. Đấy, dưới gầm sàn nó rất là rộng, nhìn ra nó rộng rãi các bạn. Đây là không gian ở bên trên nhà thứ 3 khi mà chưa lắp lan can các bạn. Đây các anh đang đục lỗ để chờ cái lắp cái lan can, tay lan can. Đây, bên này thì bên phải này thì các thao hồ các bạn vừa ngồi đây uống cốc cà phê hay là uống cốc nước chè cũng được. Xong là trong lúc chờ đợi bạn đến ăn cơm uống rượu thì có thể là ngắm các cô gái Thái tắm suối. Đấy, xong là nếu mà muốn trải nghiệm tắm suối thì có thể là đi ra suối tắm cùng anh chị em ở đây. Khi mà khuôn viên nó xong hết thì chắc chắn là những cái khu vực dưới này, dưới sân này này thì mình sẽ trồng nhiều hoa, nhiều cây, nhiều cỏ, nói chung là liên quan đến hoa để cho các bạn được, nhất là các bạn nữ có thể hưởng thụ cái không gian mà nó mát mẻ, xong là nó có những cái sắc màu các bạn, không chỉ riêng là cây, không chỉ riêng là chơi lá mà nó còn có hoa nữa thì nó mới đẹp, nó mới phong phú được. Đấy, đây là các cháu đi tắm về, để xe ngay trước cổng, rất là đông luôn. Giờ mình ra đấy tắm một chút xong là về nghỉ ngơi thôi, sáng mai lên đường sang cầu Nà Hát tán các cô gái Thái. Hả? Quay cháu lên tivi á? Thế đi tắm về à? Không tắm nữa à? Các cô gái Thái không? Tối 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 lên tivi nhá. Úi giời ơi, toàn các cô gái xinh thôi. Cười sướng. Ôi, tắm cái vui lắm các bạn ạ. Cứ chiều chiều đến mùa, bây giờ là tháng 4. Hello. Tối nay về xem tivi nhá. Hôm nay vắng nhỉ? Hay là chưa đến giờ nhỉ? Ui, nhiều em ra kìa. Toàn em xinh kìa. Thì xe điện ra kìa.
Đấy, đông chưa? Các cô gái chạy máy quay ra mà bơi sang bên kia ác thế. Ba cô gái bản ấy nhảy thế nào? Biết bơi không đấy? Đấy, nhìn cái cảnh thì sướng chưa? Chạy, chạy, chạy. Mới rồi chạy, chạy. Mày sợ bố ra mà chạy thế? Sợ bố biết đi tắm à? Nước cái mát lắm các bạn ạ. Cũng nói chung là khi nào mà làm xong nhà nó cũng có cái chỗ để mà chơi. Ví dụ khách khứa đến cũng có chỗ mà để trải nghiệm các bạn ạ. Nhất là cái cảnh tắm suối này, này cùng với anh em, cùng với bà con này. Hôm nay là còn vắng ấy. Phải hôm nào mà thật oi, trời được oi tầm tháng 6, tháng 7 là đông nhất, tháng 8, đấy. Từ tháng 9 thì là đỡ giảm dần. Vào đông thì gần như là không có người đâu. Mùa hè đó, từ tháng 3 đến tháng 9. Thì hôm nào cũng đông như vậy. Ở đây nhiều cá phết các bạn ạ. Đây nhiều cá lắm. Buổi tối thấy các anh đến bắt cá. Đấy. Các cô gái này tắm tiên đấy. Toàn các em chân dài thế này. Cứ phải sợ. Sợ cái gì? Mà này mà có GoPro mà quay xuống dưới cho các bạn xem thì nước nó bị nó trong như thế nào. Mà máy quay này không thể quay được các bạn. Chỉ tắm thôi. Mấy này không không ấy à? Không nhảy à? Hôm nay không có đội nhảy nhỉ? Mỗi hôm mới nhảy từ trên kia kìa. Cao lắm, phải đến hàng mười mấy mét đấy. Hôm nay thấy ít ít người. Bơi thử một tí để cho diễn tả cảm giác cho các bạn xem. Lặn, mạt lắm. Sầu lắm. Không, nước này thì yên tâm. Cái nước chảy mà. Chỗ này sâu phải tầm khoảng 3 mét đấy các bạn. Mình giơ tay là 2 mét. Thử ra ngoài thì giơ tay thôi nhé. Ú, thì hôm nay không nhảy ạ. Quan trọng là nước nó xanh nhỉ? Rõ ràng là nước nó vẫn thế thôi chứ bạn. Chết tao rồi. Xấu quá. Nó rơi vào khoảng 3 mét rưỡi. Cả mắt đau hết cái tay. Mấy em chắc sợ máy quay không dám tắm. Là nó cô gái Thái. Đó là cô gái trẻ xinh.
Mệt quá. Có phải rơi vào tầm khoảng 3 mét rưỡi các bạn ạ. Mà nước trong xanh rồi. Lặn xuống sướng lắm. Mùa hè mà nhìn thấy cái cảnh nước nôi này sướng thật. Này mà có mấy cốc bia ở dưới này nữa. Ngâm suối nữa xong à, bơi xong lên uống có miếng thịt trâu gác bếp nữa thì úi giời. Xé ở đây thì tuyệt vời luôn. Quá ngon rồi các bạn ạ. Ok. Hôm nay thì mình cập nhật tình hình cho tất cả các bạn cũng biết là phía nhà sàn bể cá mình làm đến đâu rồi. Và cũng rất là cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng kênh, gửi món quà đến cho dân bản Na Hát cũng như là tặng đến kênh. Thì đến giờ phút này cũng là chiều rồi. Mình tắm ở đây, bơi vào đây một tí xong à, lên để xem thợ thuyền làm ở đâu xong rồi về nghỉ ngơi thôi. Sáng mai chúng ta sẽ sang cầu buổi sáng sớm các bạn nhé. Nhảy đấy.